Những món nướng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều đối tượng ở các lứa tuổi khác nhau. Thế nhưng theo phương pháp chế biến truyền thống vô cùng vất vả, nhóm lửa, thổi bếp, rồi bên cạnh đó thì khói bay mù mịt ngột ngạt, phải chở đều tay, nếu không thì thực phẩm sẽ bị cháy khét, không còn ngon miệng, và bên cạnh đó thì vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của người sử dụng. Và đặc biệt là đối với những không gian gia đình sang trọng như thế này, khi nhóm bếp lên thôi thì lửa, khói đã bay mù mịt khắp không gian và khiến cho chúng ta không còn cảm giác, không còn hứng thú để mà ăn uống nữa. Và giải pháp ở Yosok mang đến quý vị ngày hôm nay đó chính là lò nướng Michio. Với thiết kế đẹp, sang trọng, an toàn, tiện lợi, phù hợp với mọi không gian bếp và hơn thế nữa là tiết kiệm thời gian điện năng lên đến 20%, tự động nướng chín thức ăn mà không cần lật chở, chờ đợi với chức năng điều chỉnh 9 giờ, 9 nhiệt độ vô cùng thông minh sẽ giúp quý vị dễ dàng thực hiện được các món nướng thơm ngon, giòn tan mà không bị cháy khét, loại bỏ được lượng mỡ dư thừa tốt cho sức khỏe. Hoàng Hiếu chào mừng tất cả quý vị quay trở lại không gian bếp của AZTOP ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có thể nói là các món nướng có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt đối với tất cả mọi người chúng ta, từ người lớn và đến trẻ nhỏ. Từ những món mặn cũng như là những món ngọt thì ai cũng đều yêu thích những món nướng, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi chúng ta chế biến thực phẩm theo phương pháp nướng thì sẽ gặp rất nhiều những vấn đề khó khăn. Ví dụ như là nướng BBQ hoặc là thịt ba rọi chẳng hạn, nhóm lửa hoặc là đốt than chẳng hạn thì sẽ tạo ra rất là nhiều khói bụi và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, rất mất thời gian nữa. Và các bạn nội trợ sẽ phải thường xuyên lật chở và chúng ta cũng không kiểm soát được lượng dầu mỡ nữa, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì tất cả mọi nỗi lo đó chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết với một sản phẩm chúng tôi mang đến quý vị ngày hôm nay, đó chính là sản phẩm lò nướng đến từ thương hiệu Michio. Lần đầu tiên xuất hiện trên khung giờ phát sóng ngày hôm nay của AZTOP quý vị nha. Chúng tôi tin chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ mang lại sự hài lòng cho tất cả quý vị. Tại vì sao? Với lò nướng đến từ thương hiệu Michio sẽ giúp chúng ta có thể chiên nướng thực phẩm một cách đơn giản, dễ dàng và không lo bị đám mùi, không lo bị khói bụi, quý vị nha. Và điều đặc biệt nữa, không cần canh lật chở thực phẩm mà thực phẩm của chúng ta chiên nướng vẫn giòn rụm, thơm ngon và vô cùng hấp dẫn, quý vị ạ. Dung tích 20 lít, chúng ta có thể chiên nướng một cái khối lượng rất là to với những nhiều thực phẩm khác nhau, tôm, thịt cá, quý vị nha. Và cuối cùng đó chính là thiết kế. Ngay từ cái thiết kế bề ngoài thôi là chúng ta đã cũng rất mong muốn sở hữu chiếc nào. Rất sang trọng. Đúng vậy, rất sang trọng sẽ làm nổi bật không gian bếp nhà quý vị đây. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay giới thiệu trên AZTOP mức giá rất là hấp dẫn, quý vị nha. 899.000 đồng. Bên cạnh đó gọi về khung giờ phát sóng hôm nay tặng thêm cho quý vị 3 chiếc chảo. 3 chiếc chảo với 3 đường kính khác nhau: 18cm, 20cm và 22cm. Và sự lựa chọn thứ hai chúng tôi mang đến quý vị đó chính là một chiếc lò nướng Michio với dung tích là 10 lít, sẽ phù hợp với những gia đình có ít thành viên hơn, ví dụ như là những cặp vợ chồng mới cưới, đúng không ạ? Và mức giá của sản phẩm này đó chính là 599.000 đồng mà thôi. Và dĩ nhiên khi đặt hàng trong khung giờ đang phát sóng thì chúng ta vẫn nhận được quà, đó chính là một chiếc chảo chống dính có đường kính là 22cm. Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Và đừng quên số điện thoại quen được của chúng tôi quý vị nha, 0839109898, hoặc quý vị có thể là đặt hàng trực tuyến thông qua website azshop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Lò nướng điện Michio, thiết kế kiểu dáng sang trọng, thân được sơn tĩnh điện hai lớp bền theo thời gian, màu trắng nhẹ nhàng phù hợp với mọi không gian nhà bếp, nắp kính cường lực chịu nhiệt, dễ dàng quan sát thức ăn khi nướng, hẹn giờ từ 0 đến 60 phút, điều chỉnh nhiệt độ từ 0 đến 240 độ C. Giá hấp dẫn trên AZTOP chỉ có 899.000 đồng cho lò nướng dung tích 20 lít, quà tặng hấp dẫn bộ 3 chảo chống dính với các đường kính 18, 20 và 22cm. Mức giá là 599.000 đồng dành cho lò nướng có dung tích là 10 lít và tặng kèm thêm một chảo chống dính đường kính là 22cm. Ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ đang phát sóng, hãy nhanh tay sở hữu. Và bây giờ thì quý vị hãy cùng nhìn xem, bắt tay vào bữa tiệc nướng của AZTOP ngày hôm nay. Một tảng thịt, một miếng thịt to như thế này, chúng ta không cần thái nhỏ, quý vị nhá. Để cả một miếng thịt to đã được ướp gia vị và nguyên liệu vô cùng thơm ngon và hấp dẫn rồi, để trên một chiếc vỉ nướng đi kèm như thế này và bỏ vào bên trong lòng nồi mà thôi, quý vị ạ. Vô cùng đơn giản và Thanh Trang nghĩ rằng ai ai cũng có thể sử dụng. Một người lần đầu tiên nấu ăn, một người lần đầu tiên vào bếp cũng có thể dễ dàng thực hiện với lò nướng đến từ thương hiệu Michio. Và ở đây thì quý vị cũng đã thấy nè, chúng ta có thể dễ dàng chủ động thiết lập nhiệt độ từ 0 cho tới 240 độ C. Và ở đây Thanh Trang đã vặn với nút điều chỉnh là 200 độ C, quý vị nha. Và ngoài ra với thanh nhiệt dưới, thanh nhiệt trên và bên cạnh đó là thanh nhiệt hai mặt luôn, thì Thanh Trang chọn chế độ đó chính là nướng thực phẩm với thanh nhiệt hai mặt. Và cuối cùng đó chính là thời gian 10 phút, 20 phút, 30 phút cho tới 60 phút luôn. Và với món ba giỏi chiên nướng như thế này, Thanh Trang thiết lập thời gian đó chính là
30 phút quý vị ạ. Và bây giờ tất cả công việc còn lại nhờ vào lò nướng đến từ thương hiệu Michio mà thôi. Và trong thời gian chờ đợi món ba rọi nướng của Thanh Trang hoàn tất thì Hoàng Hiếu đã chuẩn bị sẵn một món ăn mà tin chắc là tất cả các bạn trong gia đình quý vị sẽ vô cùng thích thú, đó chính là món xúc xích nướng và barbecue thưa quý vị. Và với cái lòng lò như này thưa quý vị lên đến là 2 lít thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng cho được rất nhiều thực phẩm vào bên trong. Ở đây thì Hoàng Hiếu đã cho một cái khối lượng rất là nhiều xúc xích cũng như là cái phần nướng barbecue trong đây. Wow, và có thể là phục vụ cả những bữa tiệc trong gia đình của chúng ta luôn quý vị nha. Ở đây thì quý vị có thể quan sát thấy là đã có rất nhiều xúc xích và bên cạnh đó thì còn có cả những cái thanh BBQ vô cùng là hấp dẫn. Hoàng Hiếu sẽ xếp ra đây cho quý vị cùng quan sát nha. Wow, quý vị thấy gì không ạ? Do là đã được chọn chế độ là nướng cả hai mặt, mặt trên và mặt dưới nên là những phần xúc xích của chúng ta thì vô cùng là thơm ngon và chín đều cả hai mặt, không có cái sự cháy hoặc là khét nào thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì sẽ đảm bảo được rằng là cái lượng dầu mỡ sẽ không có bị dư thừa và ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta. Và từ nay thì tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm khi mà thưởng thức những món ăn mình vô cùng yêu thích như là những món nướng, những món chiên trực tiếp với lò nướng Michio này mà không sợ cái tình trạng là dầu mỡ dư thừa ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta nha. Và từ nay thì tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta đều có thể là thưởng thức những món xúc xích nướng và các barbecue tại gia đình luôn quý vị nha. Không cần phải ra ngoài tiệm hoặc là cửa hàng, những nhà hàng quá sang trọng và tốn kém chi phí rất là hấp dẫn. Và tin chắc là đối với những bạn trẻ mà không thạo nấu ăn như Hoàng Hiếu cũng có thể là dễ dàng chế biến những món ăn vô cùng đơn giản này tại gia đình của mình. Và như vậy giờ đây đã có lò nướng đến từ thương hiệu Michio dễ dàng thực hiện nhiều món nướng quý vị nha, và đặc biệt là dành tặng cho các bạn trẻ nhỏ trong gia đình của mình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm quý vị ạ. Và điều đặc biệt tinh một tiếng là chúng ta đã nghe thấy món ba rọi nướng của Thanh Trang thực hiện đã xong rồi quý vị nha. Mắt kính cường lực trong suốt dễ dàng quan sát thực phẩm từ bên ngoài luôn quý vị ạ. Wow, mở nắp kính ra ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn luôn quý vị nha. Và điều đặc biệt là như thế nào? Vâng, thưa tất cả quý vị, dầu từ thịt sẽ được chảy xuống thay bên dưới như thế này đây quý vị ạ. Khi mà nhiệt độ tăng cao và bốc hơi thì chắc chắn dầu từ thịt sẽ được chảy ra xuống phía thay bên dưới như thế này. Rất là nhiều dầu luôn quý vị nha. Không lo béo phì. Đúng rồi, không lo béo phì, ăn vào cũng không sợ ngán uống quý vị nha. Và bây giờ thì sao, Thanh Trang sẽ lấy mảng thịt to như thế này ra phía trước cho quý vị cùng quan sát nè. Vô cùng hấp dẫn luôn, bề mặt thì rất là vàng rực luôn quý vị nha. Còn bên trong thì không biết như thế nào đây quý vị nha. Kiểm tra thôi nào. Vâng, phải kiểm tra ngay thôi. Bên trong xem nào, có chỗ sống, có chỗ chín hay không? Chắc chắn là không rồi quý vị nhé. Nhìn là đã muốn ăn ngay quý vị ạ. Bây giờ Thanh Trang sẽ thái nhỏ từng miếng ra cho quý vị coi nè. Wow, bề ngoài thì vàng rực luôn, bên trong thì rất là mềm thịt luôn quý vị nha. Và điều đặc biệt này quý vị cùng xem nha, hãy cùng quan sát này. Wow, rất là hấp dẫn như thế này đây quý vị ạ. Thịt chín đều mà không bị khô. Đúng là như vậy, rất là mọng nước luôn nữa quý vị ơi. Wow, rất là hấp dẫn luôn quý vị nha. Và chúng ta sẽ không cần phải ra những cửa hàng bán như nào là thịt heo quay hoặc là gạo quay để mà mua những miếng thịt này nữa. Tại gia đình cũng có thể là chế biến một cách vô cùng là dễ dàng quý vị nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái món ăn mà hãy tin chắc là tất cả các buổi tiệc sẽ không thiếu được, đó chính là món vịt quay quý vị nha. Và với một con vịt quý vị hãy cùng quan sát nha, có trọng lượng là hơn 2 kg quý vị nha. Thế nhưng với lò nước của chúng ta là 2 lít, có thể giải quyết được vấn đề là quay một con vịt hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đến với cái kỷ niệm nha. Cho tất cả vào đây nha, mở lòng lò ra và sau đó chúng ta sẽ chỉ việc là đặt cả một con vịt có trọng lượng là hơn 2 kg này vào thôi. Wow, rất vừa vặn quý vị ạ. Và cả một con vịt 2 kg, hơn 2 kg vẫn rất là vừa vặn. Tiếp theo thì chỉ đóng nắp lò lại và vặn nhiệt độ. Ở đây thì Hồng Hiếu sẽ chọn nhiệt độ là khoảng 200 độ C và thời gian nướng là khoảng là từ 25 phút quý vị nha, rất là nhanh chóng. Và bên cạnh đó thì sẽ là chọn chế độ nướng là nướng hai mặt luôn để cho vịt của chúng ta được chín đều và không cần phải quay trở quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc là thư giãn mà thôi, rất là đơn giản rồi quý vị. Quý vị thân mến, giờ đây đã có lò nướng đến từ thương hiệu Michio, đơn giản và thư giãn quý vị nha. Và điều đặc biệt quý vị cũng đã xem không gian bếp của AZ Shop ngày hôm nay không hề có mùi than một chút xíu nào cả. Những con tôm được nướng ửng hồng như thế này quý vị ạ. Và điều đặc biệt khi mà chúng ta lấy ra cũng rất là dễ dàng nhờ vào tay cầm đi kèm với bộ sản phẩm quý vị nha. Wow, những con tôm ửng hồng bề mặt như thế này không hề bị cháy xém nha quý vị. Wow, nhìn rất là hấp dẫn đúng không nào. Và bây giờ đơn giản là chúng ta chỉ cần gấp ra ngoài đĩa mà thôi. Wow, từ nay thì chúng ta sẽ luôn có được những món hải sản nướng tại gia đình của mình luôn nha. Mà không sợ cái tình trạng là bị khói bếp nè, rồi bị bụi than nè,
tất cả đều rất là an toàn cho sức khỏe của tất cả chúng ta. Và bên cạnh đó thì những cái mùi của hải sản hay là những cái mùi của gia vị hoàn toàn yên tâm luôn, không bị bám vào trong không gian sống của chúng ta. Vâng, thưa tất cả quý vị, không phải một con tôm quý vị nha, những con tôm được xếp chồng xếp lớp để nướng vào trong lò nướng Micio chín rất là đều, rất thơm ngon ứng hợp như thế này quý vị ạ. Và quay trở lại với chiếc lò nướng Micio vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đó chính là nướng cả một con vịt luôn thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra nha. Mở cái phần nắp ra, quan sát được cái phần bên trong luôn nha quý vị nha. Rất là nhanh chóng. Và bây giờ Hoàng Hiếu sẽ kéo ra và cho quý vị xem là chú vịt của chúng ta có trọng lượng là hơn 2kg, đã chín đều hay chưa? Đây, quý vị thấy thế nào ạ? Wow, có trọng lượng 2kg là hơi đậm chút xíu. Quý vị thấy thế nào ạ? Một cái màu sắc rất là bắt mắt đúng không? Và bây giờ thì Hoàng Hiếu sẽ gấp một con vịt có trọng lượng hơn 2kg thưa quý vị nhấc ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái lượng dầu mỡ được tích lũy dư thừa dưới đây. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát quý vị nha. Tất cả phần dầu mỡ từ phía con vịt thì đã đều được thấm ra đây rồi. Vậy từ nay thì chúng ta sẽ không còn sợ cái tình trạng là béo phì hoặc là dư thừa dầu mỡ quý vị nha. Rất là an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Còn với món vịt quay thì sẽ như thế nào thưa quý vị? Chúng ta sẽ luôn có được những món vịt quay vừa thơm ngon thì sẽ là do chúng ta tự tay chế biến thì chắc chắn là cái chất lượng thì sẽ vô cùng được đảm bảo đúng không ạ? Hãy nhớ thái một miếng nha. Phần da vịt rất là giòn thưa quý vị. Và đảm bảo là quý vị sẽ có được những món vịt quay tại gia đình của chúng ta vô cùng là thơm ngon và chế biến trực tiếp với chiếc lò Micio này quý vị nha. Ở đây đây. Wow, rất là thơm ngon đúng không ạ? Và một lần nữa thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những sản phẩm ngày hôm nay với mức giá vô cùng hấp dẫn. Với sự lựa chọn đầu tiên, chúng ta có là một chiếc lò nướng Micio dung tích là 20 lít, sẽ có mức giá là 899.000 đồng. Và kèm theo phần quà tặng đó là gì vậy Thanh Trang? Ba chiếc chào với ba kích cỡ khác nhau quý vị nha. Đường kính 18 cm, đường kính 20 cm và chào thứ ba đường kính là 22 cm. Dễ dàng chiên hoặc là dễ dàng chúng ta có thể xào, chế biến thực phẩm đơn giản và dễ dàng. Sự lựa chọn thứ hai trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay là gì Hoàng Hiếu? Chúng ta có một lò nướng Micio dung tích nhỏ hơn là 10 lít sẽ phù hợp với những gia đình và có ít thành viên hơn, ví dụ như là gia đình vừa mới cưới có hai vợ chồng chẳng hạn. Chúng ta cũng có phần quà tặng khi mà quý vị nhanh tay đặt hàng cho khung giờ đang phát sóng, đó chính là một chiếc chảo chiên chống dính cao cấp với đường kính là 22 cm. Và mức giá của cái sự lựa chọn thứ hai này đó chỉ là 599.000 đồng mà thôi. Nhanh tay đặt hàng cho khung giờ quý vị nha. 0839109898 chính là số điện thoại quen thuộc của chúng tôi, hoặc quý vị có thể là đặt hàng trực tuyến thông qua website asop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Lò nướng điện Micio, toàn bộ sản phẩm bao gồm lò nướng, khay nướng, vỉ nướng, tay cầm rời. Lò nướng điện Micio, nướng các món mặn vàng giòn mà không cháy khét, nướng các món bánh thơm ngon, giòn tan. Lò nướng điện Micio, bạn có thể quay, nướng, hâm nóng thức ăn, trả đông, sấy khô và khử trùng thực phẩm. Lò nướng điện Micio, tiết kiệm thời gian, làm đẹp không gian nhà bạn. Giá hấp dẫn trên Ajashop chỉ có 899.000 đồng cho lò nướng dung tích 20 lít. Quà tặng hấp dẫn bộ 3 chảo chống dính với các đường kính 18, 20 và 22 cm. Mức giá là 599.000 đồng dành cho lò nướng có dung tích là 10 lít và tặng kèm thêm một chảo chống dính đường kính là 22 cm. Ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ đang phát sóng, hãy nhanh tay sở hữu. Quý vị thân mến, và với lò nướng Micio thì dễ dàng chế biến được rất nhiều những món nướng vô cùng thơm ngon và sẽ đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi thành viên trong gia đình, kể cả những người đang ăn chay chẳng hạn. Và bây giờ thì Hiếu đã chuẩn bị sẵn một món chay rất là hấp dẫn bên trong lò nướng Micio này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nha. Đó chính là món nấm được gói giấy bạc nướng lên, rất là thơm ngon và hấp dẫn được quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra thành quả mà chúng ta vừa chế biến quý vị nha. Rất là thơm ngon đây, đó chính là phần nấm được bọc rất là kỹ trong phần giấy bạc. Chế biến những món ăn chay vô cùng dễ dàng với lò nướng Micio quý vị nha. Đã thích sản phẩm ngày hôm nay, nhanh tay nhấc máy gọi về tổng đài quen thuộc, sở hữu ngay lò nướng đến từ thương hiệu Micio, nướng nhanh, nướng nhiều, nướng ngon nữa quý vị nha, hợp với khẩu vị từng thành viên trong gia đình của mình luôn. Và ở đây quý vị cùng quan sát này, từ mặt kính ở bên ngoài chúng ta thấy Thanh Trang đã nướng cả một khối lượng thực phẩm với rất nhiều những con cá chê, không phải một mà rất rất nhiều quý vị nha. Và quý vị cũng đã quan sát này, vâng, để tới 4 con cá chê rất là lớn như thế này. Tuy nhiên thì vẫn còn một cái khoảng không để chúng ta có thể để thêm những con cá chê khác nữa. Hồi nãy thì chúng ta đã có món vịt quay rồi nè, rồi món thịt ba rọi nướng, rồi tôm nướng, và bây giờ lại là món cá chê nướng luôn. Wow, tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta từ nay sẽ có những bữa tiệc vô cùng là thịnh soạn với rất nhiều món ăn. Vâng, thưa tất cả quý vị, giờ đây đã có lò nướng đến từ thương hiệu Micio, công việc nội trợ của tất cả chúng ta trở nên đơn giản và dễ dàng.
dàng hơn. Một bữa tiệc nướng vô cùng thơm ngon mà không bị khói. Đúng rồi thưa quý vị. Quý vị thân mến, và nhắc đến những món nướng thì chắc chắn chúng ta không thể nào bỏ qua những món bánh, không nào. Nào nào bánh bông lan nè, rồi bánh trung thu, và ở đây còn chúng ta chuẩn bị sẵn một khay bánh mì như thế quý vị. Tất cả mọi điều chúng ta chỉ cần nhào nặng rồi, sau đó cho vào cái phần khay, và khay này được tặng kèm luôn nha quý vị. Tiếp theo thì chúng ta chỉ việc là mở chiếc lò Micio này ra và cho tất cả vào đây thôi. Rất là đơn giản thưa quý vị. Đậy phần nắp lại như thế này và canh chỉnh nhiệt độ và thời gian. Ở đây Hồng Hiếu sẽ canh chỉnh nhiệt độ khoảng là gần 200 độ C quý vị nha. Và thời gian của nó là khoảng từ 15 đến 20 phút mà thôi. Bên cạnh đó thì Hồng Hiếu sẽ chọn chế độ đó chính là nướng cả hai mặt. Và bây giờ tất cả công việc của chúng ta chỉ là đi chiên một vài cái trứng ốp la hoặc là một vài cái phần xúc xích nướng chẳng hạn. Thì nhanh chóng chúng ta đã có ngay một buổi sáng để phục vụ cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình rồi. Không chỉ bánh mì không đâu, mà bên cạnh đó Thanh Trang nghĩ rằng một món ăn mà người lớn trẻ nhỏ cũng thích luôn quý vị ạ, đó chính là món bánh pizza. Và thưa tất cả quý vị, hãy cùng nhìn xem một lần nữa nha, món bánh pizza được nướng nhờ vào lò nướng đến từ thương hiệu Micio quý vị ạ. Hoàng Hiếu ơi, ngày hôm nay không cần phải đến nhà hàng mới thưởng thức được món pizza này đúng không? Chỉ cần quý vị sở hữu lò nướng đến từ thương hiệu Micio, chúng ta có thể làm pizza ngay tại nhà của mình bất cứ lúc nào. Và tên quý vị đến gương một, ông đang nói vang lên. Và các thành viên gia đình của mình ơi, chúng ta đã có những bánh mì sẵn sàng để phục vụ buổi sáng rồi. Và bây giờ thì chỉ cần việc là lấy bánh mì ra thôi. Như vậy thì chúng ta rất là nhanh chóng có thể là tự tay làm được những món bánh vô cùng là thơm ngon và phục vụ cho tất cả các thành viên gia đình của mình rồi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến quý vị cơ hội mua sắm vô cùng hấp dẫn trên iShop với lò nướng Micio dung tích là 20 lít. Thì chúng ta sẽ có mức giá là 899.000 đồng và kèm theo 3 phần quà tặng nữa. Chúng ta sẽ được nhận ngay đó chính là một chiếc chảo đường kính 18 cm, một chiếc chảo đường kính 20 cm, một chiếc chảo thứ ba quý vị nha, đường kính là 22 cm. Chúng ta có một chiếc lò nướng với dung tích là 10 lít cùng đến từ hiệu Micio, mức giá là 599.000 đồng và dĩ nhiên là sẽ có quà tặng kèm theo. Nhưng quà tặng này chỉ dành cho quý vị khi mà nhanh tay chúng ta đặt hàng cho khung giờ phát sóng, đó chính là một chiếc chảo chống dính có đường kính là 22 cm quý vị nha. Và sản phẩm của chúng ta lò nướng Micio được bảo hành lên đến 12 tháng quý vị nha. Đừng quên số điện thoại quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Một cách thức khác để đặt hàng đó chính là truy cập website iShop.net.vn đặt hàng trực tuyến và chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Lò nướng điện Micio, bạn có thể quay, nướng, hâm nóng thức ăn, trả đông, sấy khô và khử trùng thực phẩm. Lò nướng điện Micio tiết kiệm thời gian, làm đẹp không gian nhà bạn. Lò nướng điện Micio, toàn bộ sản phẩm bao gồm lò nướng, khay nướng, vỉ nướng, tay cầm rời. Lò nướng điện Micio, nướng các món mặn vàng giòn mà không cháy khét. Nướng các món bánh thơm ngon, giòn tan. Giá hấp dẫn trên iShop chỉ có 899.000 đồng cho lò nướng dung tích 20 lít. Quà tặng hấp dẫn, bộ 3 chảo chống dính với các đường kính 18, 20 và 22 cm. Mức giá là 599.000 đồng dành cho lò nướng có dung tích là 10 lít và tặng kèm thêm một chảo chống dính đường kính là 22 cm. Ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ đang phát sóng, hãy nhanh tay sở hữu. Quý vị thân mến, và đặc điểm của chiếc lò nướng Micio Hiếu vô cùng thích đó chính là những cái chế độ hẹn giờ, chế độ điều chỉnh nhiệt độ Hoàng Hiếu cảm thấy vô cùng thích thú. Và bên đây thì chúng ta có là một cái chế độ đó chính là nướng mặt trên, nướng mặt dưới và nướng cả hai mặt. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải lập chở tốn công sức của các bạn nội trợ. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì không thể nào bỏ lỡ sản phẩm lò nướng Micio quý vị ạ. À, không chỉ chiên nướng mà còn đa năng nữa, giã đông, hâm nóng thực phẩm quý vị nha. Quý vị cùng quan sát nha, một tô bò kho như thế này đã bị đông lạnh rồi, mỡ cũng bám lên trên thành của chiếc tô này. Và bây giờ Thanh Trang chỉ cần bỏ vào bên trong lò nướng Micio mà thôi. 2 phút thôi quý vị nha là chúng ta đã có được một món bò kho thơm ngon và hấp dẫn nóng hổi luôn Hoàng Hiếu ạ. Và điều mọi người cảm thấy thích thú nhất ở chiếc lò nướng Micio này đó chính là cái khả năng điều chỉnh chế độ nướng. Chúng ta có thể là nướng mặt trên, nướng mặt dưới hoặc là nướng cả hai mặt và điều chỉnh vô cùng dễ dàng với chỉ một chiếc nút như thế thôi. Ở đây thì Hoàng Hiếu đang điều chỉnh chế độ là nướng hai mặt và quan sát bên trong phần lồng kính, chắc chắn quý vị cũng biết được là chúng ta đang chế biến được phẩm gì đúng không ạ? Đó chính là khoai nướng và bắp nướng. Đây, quý vị hãy quan sát nha, mặt ngoài thì không có bị cháy, còn bên trong thì sao ạ? Chín đều luôn, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Cho vào đây quý vị nha. Vào những ngày mà trời mưa một chút xíu đó Thanh Trang thì còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta phục vụ những thành viên gia đình của chúng ta. Nào là khoai nướng nè, nào là bóc nướng. Ở đây thì có chuẩn bị sẵn cả bóc nướng luôn. Và cho một ít mỡ hành lên nha, Hoàng Hiếu cho hơi nhiều mỡ hành nè, bởi vì Hoàng Hiếu rất thích mỡ hành. Thanh Trang thấy thế nào ạ? Rất là hấp dẫn luôn quý vị nha, muốn ăn liền luôn đấy quý vị ạ. Hãy nhớ với lò nướng Micio ngày hôm nay, không chỉ nướng mà bên cạnh đó hâm nóng và giã đông nữa quý vị nha. Và ngay bây giờ đây, Thanh Trang sẽ mở chiếc nắp kính này ra để cho quý vị cùng quan sát. Đó chính là tô bò kho đã được hâm nóng và bây giờ mình chỉ đơn giản bỏ vào một chút đó chính là hành ngò mà thôi. Lại tiếp tục thưởng thức quý vị nha.
Bò kho đã được hâm nóng như thế này vô cùng thơm ngon và hấp dẫn luôn quý vị nha. Chúng ta hãy cùng quan sát nè. Bây giờ thưởng thức chung với cơm nữa rất là tuyệt vời. Không chỉ là nướng, không chỉ là đá đông mà với chiếc lò nướng Micio còn khả năng vô cùng tuyệt vời, đó chính là sấy khô những loại thực phẩm được quý vị. Và với những người mà lớn tuổi thì chắc chắn chúng ta sẽ quá quen thuộc và cũng rất là thích ăn những cái món ví dụ là khô cá hoặc là khô bò, đúng không ạ? Với lò nướng Micio thì chúng ta hoàn toàn yên tâm nha, sẽ không còn là tình trạng là sẽ ra ngoài mua những cái loại thực phẩm khô ví dụ như là khô cá, nó sẽ không đảm bảo vệ sinh. Rồi bên cạnh đó thì còn không hợp khẩu vị của các thành viên trong gia đình của mình nữa, quá mặn chẳng hạn. Còn bên cạnh đó thì những cái loại thực phẩm ví dụ như là măng khô hoặc là những cái loại trái cây sấy khô thì chẳng hạn cũng là một trong những món rất là khoái khẩu, đúng không ạ? Chúng ta hãy sử dụng lò nướng Micio này, căn chỉnh mức nhiệt độ, chúng ta có nhiệt độ là từ 0 đến 240 độ C. Hỏa thế chúng ta hãy căn chỉnh nhiệt độ khi mà chúng ta sấy những cái loại thực phẩm này, đó chính là khoảng là trên 50 độ C là được rồi. Như vậy thì sẽ luôn có được những cái loại thực phẩm mà chúng ta yêu thích sấy khô vô cùng là thơm ngon thưa quý vị. Và như vậy quý vị cũng thấy đó, chỉ với một chiếc lò nướng đến từ thương hiệu Micio đa năng, sấy khô giá đông hâm nóng, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm công sức của người nội trợ. Và cơ hội mua sắm vô cùng hấp dẫn trên AgiShop thưa quý vị. Thì lúc này đây chúng tôi mang đến quý vị hai sự lựa chọn về lò nướng Micio. Đầu tiên chúng ta có một lò nướng Micio dung tích là 20 lít với mức giá là 899.000 đồng và kèm theo 3 phần quà tặng nếu quý vị đặt hàng trong khung giờ đang phát sóng, đó là gì nào? Vâng, thưa tất cả quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình quý vị nha. Sở hữu ngay lò nướng Micio, nhận kèm đó chính là một chiếc chảo với đường kính 18 cm, một chiếc chảo nữa với đường kính 20 cm, chiếc chảo thứ ba đường kính 22 cm. Sự lựa chọn thứ hai nữa quý vị nha, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay quý vị có thể lựa chọn đó chính là một chiếc lò nướng Micio dung tích là 10 lít, mức giá lại còn hấp dẫn và tiết kiệm hơn. Lò nướng Micio dung tích 10 lít với mức giá chỉ là 599.000 đồng mà thôi. Và đặt hàng cho khung giờ đã phát sóng thì chúng ta còn nhận được một phần quà tặng nữa thưa quý vị, đó chính là một chiếc chảo chống dính cao cấp có đường kính là 22 cm. Quá tuyệt vời quý ạ. Quá tuyệt vời. Vậy thì thưa tất cả quý vị đã yêu thích sản phẩm lò nướng Micio ngày hôm nay, chỉ cần một đơn hàng thành công, gọi về tổng đài quen thuộc của AgiShop 0839109898 hoặc quý vị có thể truy cập vào website agishop.net.vn đặt hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí. Và đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Hoàng Hiếu và Thanh Trang xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị với những chương trình khác trên AgiShop.